Đêm Doanh nghiệp, đêm tôn vinh những doanh nghiệp có thành tích trong hoạt động sản xuất, với sự góp mặt của hơn 600 doanh nghiệp thủ đô qua 14 năm tổ chức đã mang lại một chương trình đầy màu sắc và ý nghĩa. Tối ngày 28 tháng 12 năm 2017, Đêm Doanh nghiệp 2017 đã được tổ chức tại Nhà hát lớn Hà Nội với sự có mặt của các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ cùng các giám đốc sở ban ngành thành phố Hà Nội. Tại đây, đã tôn vinh hơn 120 cá nhân và tập thể có thành tích xuất sắc, nổi bật với các hạng mục cờ thi đua Thủ tướng Chính phủ, bằng khen Ủy ban Nhân dân thành phố, Cúp Doanh nhân, Doanh nghiệp tiêu biểu Hà Nội vàng của Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hà Nội. Đây là lần thứ 6 liên tiếp, công ty dược phẩm Tâm Bình được nhận bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, ghi nhận những nỗ lực và phấn đấu hết mình của công ty. Trong những năm qua, dược phẩm Tâm Bình không chỉ phát triển sản xuất kinh doanh mà còn nghiên cứu ra nhiều sản phẩm mới có chất lượng để cung cấp chăm lo cho sức khỏe cộng đồng. Công ty đã tạo công ăn việc làm cho hàng trăm lao động và đóng góp tích cực vào ngân sách của thành phố. Bên cạnh đó, công ty rất quan tâm đến công tác từ thiện, thường xuyên tổ chức các đợt khám chữa bệnh, tặng quà, phát thuốc miễn phí cho người cao tuổi, các đối tượng chính sách, người nghèo, tặng quà Tết cho bà con dân tộc vùng sâu, vùng xa, v.v. Năm 2017 cũng là năm đánh dấu thành công trong sản xuất và kinh doanh của dược phẩm Tâm Bình. Dược sĩ Tổng Giám đốc Lê Thị Bình là đại diện duy nhất của khối các doanh nghiệp, xứng đáng trở thành một trong 10 phụ nữ tiêu biểu thủ đô. Cũng trong năm này, lần thứ 5 liên tiếp Tổng Giám đốc Lê Thị Bình nhận giải thưởng Cúp Bông Hồng Vàng và 6 năm liên tiếp sản phẩm viên khớp Tâm Bình đã được công nhận là hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích. Điều này đã góp phần nâng cao uy tín và khẳng định niềm tin của giới chuyên môn và người tiêu dùng với các sản phẩm mang thương hiệu Tâm Bình. Lấy chủ đề năm nay đó là chủ đề doanh nghiệp nhỏ vừa là động lực phát triển kinh tế xã hội của thủ đô. Nếu bật rõ các cái sự đóng góp của các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội, ví dụ như là dược phẩm Tâm Bình, đây là một công ty với bề dày gần 10 năm đã có nhiều đóng góp trên thị trường, đảm bảo sức khỏe cho người dân cũng như cộng đồng. Đây là một cái doanh nghiệp mang thương hiệu của quốc gia đã nâng tầm để hội nhập trong kinh tế quốc tế. Đây là lần thứ 6 liên tiếp mà công ty dược phẩm Tâm Bình đã được nhận bằng khen của các Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội. Và cá nhân tôi thì cũng là lần thứ 6 liên tiếp được Ủy ban Nhân dân tặng bằng khen cho doanh nghiệp tiêu biểu thủ đô. Thế thì đây cũng là một cái sự mà ghi nhận của Ủy ban Nhân dân thành phố đối với công ty chúng tôi. Để giữ vững được cái thành tích như vậy thì chúng tôi cũng đổi mới, tức là đầu tư thêm các cái máy móc hiện đại, rồi chúng tôi lại nghiên cứu thêm ra những cái sản phẩm mới và cố gắng làm sao đấy để chúng tôi đưa ra được cái giá thành tốt nhất, sản phẩm có chất lượng tốt để mà phục vụ cho nhiều cho bà con và chữa được khỏi nhiều bệnh cho mọi người. Có thể nói, Đêm Doanh nghiệp năm 2017 là một chương trình đầy màu sắc và ý nghĩa. Sự ghi nhận và tôn vinh của Đảng, Nhà nước, thành phố là phần thưởng xứng đáng cho đóng góp về kinh tế, xã hội của các cá nhân và tập thể trong Hiệp hội, là động lực, khích lệ cho các đơn vị phát triển và thành công hơn nữa.